Giáo sư Bích Văn Tuất ơi, có thông báo SIM 11 số của tôi phải đổi thành 10 số từ ngày 15 tháng 9. Thế là thế nào? Tự dưng sau một đêm đổi số đi biết làm cách nào mới liên hệ với mọi người nữa. Anh đúng là không chịu cập nhật gì cả. Từ ngày 15 tháng 9 cho đến hết ngày 14 tháng 11, anh vẫn có thể liên hệ với bạn bè bằng cả hai số điện thoại cũ và mới. Tức là bạn anh gọi 01-6223-45678 hay 03-223-45678 đều chả có vấn đề gì cả. Từ ngày 15 tháng 11 mới phải gọi theo đầu số mới. Thế nhưng một nửa là danh bạ của tôi là thuê bao di động 11 chữ số, thì chả nhẽ tôi lại ngồi dò từng số để đổi à? Ai, sao phải mất công như vậy? Anh tải ngay My Viettel cho tôi. Chỉ cần đúng 3 bước trên My Viettel, anh có thể đổi được hết cả danh bạ của mình mà mất có 2 phút thôi. Lại còn cập nhật được cho cả cô, dì, chú, bác, ông, bà, anh, em, họ, hàng, hàng xóm láng giềng được hết đó. Anh cứ đùa, cập nhật hộ người thân thế nào được? Mẹ của tôi dùng Nokia cục gạch thì sao mà cài được dụng My Viettel? Chuyện nhỏ, anh tháo SIM của mẹ, anh lắp vô smartphone của anh, rồi dùng My Viettel cập nhật nha. Sẵn tiện, cửa hàng Viettel và các điện hỗ trợ đầy đó đó. Bác ở nhà thì có thể ra ngoài đó để họ giúp cũng được. Nhanh như gió mà, đón tiếp tất cả nam thanh nữ tú, già trẻ gái trai, ông bà nội bà ngoại, được hết. Ồ, thế mà tôi lo nghĩ mất 5 phút cuộc đời. Nhưng anh có một việc quan trọng hơn cần làm đó, đó là đi ra ngân hàng, khai báo lại số điện thoại để tránh rủi ro liên quan đến các giao dịch ngân hàng điện tử. Túi tiền của mình quan trọng mà. Nhớ là đổi thông tin cá nhân trên cặp visit và website nữa nha. Ồ, vậy thì tôi cũng phải đổi số điện thoại trên các tài khoản mạng xã hội như Facebook và Gmail để sau này còn dùng được chế độ bảo mật qua số điện thoại nữa chứ. Anh hiểu ra vấn đề rồi đó, nhanh nhanh cập nhật đi nha. Riêng với các ứng dụng Mocha thì Viettel sẽ hỗ trợ khách hàng đăng nhập bằng đầu số mới, bảo vệ toàn bộ thông tin tài khoản cũ và các liên hệ sau khi đăng xuất và đăng nhập lại. Thế nên nếu có dùng Mocha thì cũng khỏi lo nha. Còn điều gì bạn chưa rõ về việc chuyển đổi đầu số nữa không nào? Hãy comment ngay vấn đề của bạn phải gặp để Viettel và giáo sư Biết Tuốt hỗ trợ ngay, hoặc gọi đến hotline miễn phí 1800 8098 để được tư vấn nhé.